Những ngày qua, trên quốc lộ 30, đoạn đường nối từ thành phố Hồng Ngự về lại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Bùi Hồ bắt gặp hình ảnh đáng thương. Một người phụ nữ tuổi ngoài 50 ôm trên tay tờ giấy A4 với bệnh án của con. Thông tin trên bệnh án ghi rằng khối u não, chồng bỏ, một mình phải bán vé số gồng gánh nuôi con tật nguyền. Sau khi hết vốn thì tìm nơi xa lạ xin tiền chữa bệnh cho con. Thì mẹ đừng có xem mà tôi thấy đi lén đó. Càng đau lòng hơn khi trước đây, cô là tiểu thương bán cá, ăn nên làm ga. Do được thầy xem quẻ bói toán, căn bệnh não là do nghiệp sát sinh. Không, mới lần mới đây à, mới lần bán hàng cá. Ở ngoài chợ thành nay không biết chứ bán cá. Dạ. Bán cá rồi đặt đầu luôn, ông sư ông kêu đừng có bán nữa, bán con mình dầu mắt kia bán tội lắm. Dạ. Đặt đầu rồi thấy khổ không có vốn bán rồi liều. Liều người ta cứ xin, dám xin ai chứ ngồi quỳ xin vậy ai cho lấy chứ mắc cỡ không dám xin. Nói giàn giụa trong nước mắt giữa trưa nắng quỳ gối để xin tiền, làm cho những người qua lại trên tuyến đường này càng thương xót hơn. Với mục đích muốn tìm hiểu để giúp đỡ người mẹ kia bớt đau khổ và muốn chung tay giúp đỡ đứa con tật nguyền thoát khỏi khó khăn trong lúc này, Bùi Hồ đã tìm đến nhà và sự thật vỡ lẽ càng đau lòng hơn. Cường học thôi, ta bỏ đi hết rồi. Quay clip này không phải là để bóc phốt hay là để nhằm mục đích gì cả. Bùi Hồ đến đây với một cái chủ đích duy nhất, đó là muốn hỗ trợ cho cô cùng với gia đình nếu như thật sự là nghèo khổ thật sự. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Như lời đã hứa ở video clip trước là Bùi Hồ sẽ quay trở lại thăm hoàn cảnh của một người cô quỳ ở dọc đường để mà xin tiền để trị bệnh con mình. Không có mong ước gì chứ. Để con sẽ liên hệ lại với anh Nguyễn. Cô tên Hai. Bé Hai. Dạ. Dạ con liên hệ lại với anh Nguyễn. Dạ. Ngày mai con lên nhà cô được không? Dạ được. Cô có số điện thoại không? Không xài số Nguyễn Giang, là có cái số của một con nhỏ sớm á, Nguyễn Giang điện ngày người lúc ấy Nguyễn Giang là vô tới nhà các nhà Nguyễn Giang biết. Ngày mai con ghé con thăm nhà cô. Dạ. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ rất là tình cờ đi công việc ở đây nè cô. Dạ. Bán với anh chị nó. Dạ. Chạy ngang gặp cô, hình ảnh khá là đáng thương, là cầm một cái giấy. Bùi Hồ tưởng đâu là một cái giấy gì, đó là giấy bệnh của con của cô là bé Phúc á, bị não á. Thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ hỗ trợ cô một ít, sau đó cô về ngày mai thì Bùi Hồ sẽ lên xác minh như thế nào để có thể là thay mặt cho quý mạnh thường quân để mà hỗ trợ cho cô nếu như mà chính xác như những gì là cô nói ha. Còn bây giờ thì Bùi Hồ sẽ gửi cô một ít để cô có thể là về lại trên quê. Còn bây giờ thì ngày mai thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại để tiếp tục chia sẻ cái đoạn clip này cho cô bác với anh chị biết được luôn về tình hình nhà cô như thế nào, tìm lên nhà mình. Dạ. Dạ. Thì bây giờ là đoạn đường này Bùi Hồ tình cờ thôi. Dạ. Rất mong là sẽ hỗ trợ được phần nào cho cô vào ngày mai. Dạ. Cô bác anh chị nhớ đón xem đẩy như thế nào ha. Bây giờ tình cờ thì Bùi Hồ trên cái đoạn đường đi công việc chứ không phải là đi quay. Cô cho rằng là mình bị vướng một cái nghiệp gọi là bán cá, đập đầu cá thì con mình bị như vậy. Và từ đó về sau thì cô lại không bán cá nữa mà chuyển sang xin tiền để mà trị bệnh. Và thật hư cái câu chuyện một người. Không, mới lần mới đây à, mới lần bán hàng cá. Ở ngoài chợ thành nay không biết chứ bán cá. Dạ. Bán cá rồi đặt đầu luôn, ông sư ông kêu đừng có bán nữa, bán con mình dầu mắt kia bán tội lắm. Dạ. Đập đầu thấy khổ không có vốn bán rồi liều. Liều người ta cứ xin, dám xin ai chứ ngồi quỳ xin vậy ai cho lấy chứ mắc cỡ không dám xin. Người mẹ quỳ xin tiền để nuôi con bệnh như thế nào thì Bùi Hồ mà cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Tại vì đoạn đường từ nhà Bùi Hồ mà lên tới đây đó thì khoảng hơn 70 km cô bác quý anh chị. Và ngôi nhà này á thì được kênh của anh Nguyễn An Giang cất, và nghe nói đâu đó nói rằng thì cất khoảng hơn 60 triệu của cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay thì có mặt tại nhà cô. Và ngôi nhà này là được anh Vũ thợ sắt cất cho. Đây là một cái đường đi xuống này cô bác quý anh chị. Nhà cất cũng khá là khang trang. Cô ơi, nuôi chó rất là nhiều nha cô bác anh chị. Từ từ. Nhà thì bây giờ là cửa đóng then cài rồi.
Đây, một cái ngôi nhà tiệc chế khá là đẹp luôn. Cô ơi, cô, nuôi rất là nhiều chó cô bác anh chị. Có ai ở nhà không? Chú nhà ơi, không có, hình như là cô đi xin nữa hay sao. Và cô có chia sẻ với lại Bùi Hồ rằng á là cô lâu lắm thì mới đi xin một lần. Bùi Hồ hỏi số điện thoại thì cô nói rằng là cô không có số điện thoại. Vàng chục cái gạo với hùng sữa thôi à, hỏi cần ăn uống gì chứ. Rồi nghỉ tới nửa tháng, rồi cũng nửa tháng 20 bữa mới đi lại lần, chỉ mà có tiền triệu là nghỉ đi xin. Em ơi, cô nói là cô có hai người con, một người lớn và một người con lớn thì bị bệnh, còn người con nhỏ thì ở nhà chăm sóc. Này có nhà chị này nè. Đây, cho em hỏi ra chị. Cô, cái nhà của cô này đâu cô? Cô này á. Đi, ta đi làm rồi. Làm rồi hả? Cô này tên gì con quên rồi ta. À, bạn với thầy hả? Dạ. Bé Hai. À, đúng rồi, cô bé Hai. Cô có số điện thoại không cô? Không có. Không có hả? Hàng xóm không biết hả? Không mà chạy cửa. Dạ. Sao? Sao chửi? Dạ hả? Ngày xưa cự họ. Ôi ta bỏ đi hết rồi. Ngày xưa cái cô này, cô bé Hai này có bán cá không chị? Cô bé. Dạ. Hình như là mọi người ở đây đều hơi ngại. Ngại khi mà ngại tiếp xúc với cô bé Hai nữa đó. Và không biết làm sao để mà gặp với hai người con của cô nữa. Vừa vô nhà thì chó sủa. Chị gặp cái cô đi hướng nào không? Sáng nay á. Không để ý nó bỏ đi hồi nào nữa. Dạ. Đi hướng này. Dạ. Dạ hả? Đi bằng gì anh? Đi xe hôn. Đi xe hôn hả? À, vì là đi chắc cô đi xe Honda ôm để mà cô đi xin tiếp tục gì. À, anh biết cô không? Nhưng mà anh là hàng xóm với cô hả? À, cô nói rằng là cô không có đi, cô không có đi xin ở hàng xóm vì cô ngại và cô phải đi xe ôm. Vậy thì mình thử ước tính thử cái số tiền mà đi xe ôm mà để đi quỳ đi xin ở chỗ khác á. Cũng khá là kỳ lạ ha. Dạ. Sao cơ sao? Giờ này em kêu đó này sao không đó. Ủa vậy hả chú? Bên thời tán đêm á, cái bệnh vạn chết chấp rồi đó. Cái chú đó có rất là nhiều họ ngại khi mà họ tiếp xúc với lại cái cô này. Và Bùi Hồ trước khi lên đây thì Bùi Hồ cũng có dự tính là nếu như mà một cái thông tin chính xác rằng là cô này đi xin tiền để mà cho con mình bệnh thôi á thì Bùi Hồ sẽ trích để gửi tiền. Mai mốt có đăng hình lên đầu đường là chết, nó dậy răng lăng ra đường. Để mà hỗ trợ cho cô để cô không đi xin nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì lên đây thì mình cũng cảm thấy mình rất là thất vọng ha. Thật giải cái câu chuyện này cũng là một cái vấn đề khá là khó lý giải. Những cô chú ở đây nó nói là các con của cô á là bấm điện thoại nguyên đêm. Lượng gạt đầu kia gì chứ làm gì.
Dạ hả? Nữ mà chú ơi. Dạ hả? Dạ, nữ lắm, ai cho mấy chị. Cô này có mấy người con chứ? Bốn đứa. Dạ hả? Ừ. Thôi chồng rồi hả? Thôi rồi mà thôi. Có thôi không? Không. Để như chồng có vợ bé mà bà. À. Bà này quá chữ, ta đỡ không được, ta đi. Chữ người ta ha? Ừ. Ở con nhà nè, quyển cắt nè. Đúng rồi, mà con hỏi nè, cái cô này là lúc trước có bán cá không? Không. Không hả? Không có buôn bán gì. Không có buôn bán gì hết hả? Không. Bà đi xin từ đầu tới cuối. À, con chia sẻ thật với chú là hôm trước con gặp hình ảnh của cô này nè, quỳ ở dọc đường á, cầm cái bảng cái con mình bị bệnh. Đó đó. Rồi sau đó là con hứa là con sẽ tìm đến nhà của cô để mà con hỗ trợ giúp đỡ. Mà cô nói với con á là trước đây cô bán cá bị nghiệp nên thành nữ là đập đầu cá thầy coi á, là bỏ cái nghề đó đi rồi đi rồi làm cái nghề khác, là cô nói là cô đi xin, sau đó là cô đủ khoảng xin 1-2 ngày đủ là cô nghỉ nửa tháng hết, cô đi xin nữa và cô giấu hai đứa con mình không có đi xin. Giấc nó trần nhỏ nó bệnh hoạn nhỏ nhà vậy hả? Không con sẽ che mặt của chú lại, không sao đâu. Vậy là cho con xác minh lại nè, tại vì con muốn thay mặt mọi người giúp đỡ cho cô, nhưng mà đây là không đúng đúng không? Gì hả? Ừ, đây nè, đúng cái bình tôi khổ nè, ông Nguyễn đã cũng cắt cái nhà cho tôi ở đây nè. Mà trở đi trở lại rồi nghe đây nè. Đó, không cho cắt. Chết luôn đó. Dương nhỏ. Cái gì? Cô... Cái vợ tôi chết luôn. Bả không? Nguyễn cắt cái nhà này cho mẹ em nào, rồi bà không cho cắt đó, rồi ông Nguyễn không muốn vô tới giờ mẹ em chết luôn. Ngày hôm nay như là lời hứa, Bùi Hồ cũng tìm đến cái ngôi nhà của cô bé hai này, nhưng mà mọi chuyện nó hoàn toàn trái ngược với nhau. Quay clip này không phải là để móc phốt hay là để nhằm mục đích gì cả. Bùi Hồ đến đây với một cái chủ đích duy nhất, đó là muốn hỗ trợ cho cô cùng với gia đình nếu như thật sự là nghèo khổ thật sự. Tuy nhiên sau khi được anh Nguyễn hỗ trợ ngôi nhà thì cô vẫn tiếp tục tình trạng quỳ và đi xin. Và hiện nay theo một số nắm bắt thông tin thì cô đã bắt xe ôm và đi đến những cái nơi khác tiếp tục xin nữa rồi cô bác của anh chị. Tình thương á, mà nếu như mà đặt đúng chỗ á, thì nó sẽ được nhân lên. Còn nếu như mà mình đặt không đúng chỗ, đặt sai nơi á, thì nó coi như là tội ác. Và ngày hôm nay á, thì cũng lặn lội đường xá rất là xa xôi, hơn 70 km, gác lại mọi công việc để đi đến đây. Nhưng mà sự thật thì lại càng phũ phàng hơn, làm cho mình cảm thấy mệt mỏi hơn cô bác của anh chị. Có nghĩa là trước đây là cô này là cứ đi xin, chồng theo người dân địa phương ở đây mà hỏi đến cái hoàn cảnh của cô á, là người ta đều làm lơ hết, và thậm chí là người ta không dám lên hình nữa vì sợ cô chữ. Rồi khi mà cái người ta nói là hàng xóm mà tối lửa tắt đèn có nhau, mà nếu như mà sống chung với những hàng xóm như thế này thì mình phải coi lại cái cách của mình sống như thế nào hay cô bác anh chị. Họ đều rất sợ cô. Nguyễn vô quay nhà tôi clip còn có luôn cháu mạ cháu nậu chưa đó. Mới con tháng 6 bữa mẹ nó bỏ đi. Nguyễn mới tính cắt cái nhà này bé bà, quay đó, bà mặt không cho cắt. Tới giờ bà tiền chị bệnh luôn rồi xong biết sao bên này tao điện tao nói đó bà không cho cắt nữa. Bây giờ tôi mang cái hồ môn ngang lên tao cho tiền chị bệnh luôn, cũng bà này cản là bà không cho nữa. Bà nói và bà kịch vợ tôi làm bầu máu nè, được có điện xin tiền nè, xin ổng không ông vợ ổng có biết không biết khúc này không biết đứa hai là ai còn Nguyễn. Rồi tới giờ tôi không biết. Đến nay giờ ông lợi đi, ông hỏi tên bả ai cũng sợ của mình hết. Không ai dám đâu. Chữ dữ lắm. Rồi bà đăng hình con mới lên ngực vậy nè. Nói con bà bệnh này, bệnh kia, bà dậy chết vậy gì. Tao đường cái trái lư hết. Hay là lên YouTube người ta không dám lập bình luận luôn biết. Không dám lập bình luận luôn hả? Ừ. Không dám đâu. Rồi cái đã đợi, xin đã đợi đàng hoàng nói coi chồng cái nằm bệnh viện chứ bệnh gần chết chứ đi xin tiền cho lo cho chồng gì đủ chuyện luôn. Bà nói có biết đường nào nghe đó má u. Trời ơi. Đó, quay, 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 bà dưới cái gì trong cầu gì kêu gì đường gì mà ba. Gì? Cái đường gì mà kênh vô đường dầm găng đi vô.
gặp ở quỳ đó, cái góc cầu. Vậy là cô bé hai này đi rất là nhiều nơi. Đủ chỗ hết trơn rồi. Chứ không phải là một nơi mà lựa. Mà lựa cái nơi nào á là vắng, hai cô bác của anh chị, mà vắng mà trên đoạn đường có đông người đi qua thì cô sẽ quỳ tại chỗ đó. Và mình ở đây mình không nói về được. Dạ. Đầu tiên không có bệnh gì đâu. Cứ đầu nó dẫn này đi đoạn qua tới cái lợi cái bà cặp bà kè này nó đi, thằng này làm như nó đi không nổi. Rồi giờ thằng này quá lớn rồi, giờ bà bỏ ở nhà đó. Bấm điện thoại sáng đêm đi, giờ ông kêu đi, cái chiều nó có thức không? Tình này tình bà chết luôn ông nội, mất tiếng đó, thiệt á, tôi nói chú gì đó. Cho là có cái hoàn cảnh sao mình mới cho, còn nghe bà hồi mất tiếng luôn. Ông giúp mấy người mà có đặt không? Đó, giờ ông lợi mấy bà này đi, có ai dám ra mặt tôi mới sợ, không có ai đâu. Nói đây nơi chữ tôi chết luôn, chữ không biết đường gờ luôn, chữ dữ lắm. Nãy như mình nói rồi, bỏ rồi đâu, mà chữ dữ lắm. Nghe nản không cô bác của anh chị. Nếu như mình không tìm đến tận nơi, không tìm đến nguồn gốc như thế này thì mình không bao giờ mình biết thật hư cái câu chuyện đó như thế nào, đúng không? Phải nói là hụt hẫng ha. Đó công ty đó anh, là công ty đó, mấy công ty gì không? Rất là nhiều người khi mà nghe đến cái cô bé hai này họ đều giạt ra hết. Có những người họ lợi dụng cái sự tình thương của mọi người á, rồi trục lợi cho bản thân của mình. Một ngày như vậy nếu như mà không làm á, không làm hơn cô bác của anh chị cũng khá là nhiều tiền chứ không phải là ít tiền đâu. Xin mỗi một người mà cho khoảng 10.000, 20.000 thôi, là một ngày là 400-500.000 là một cái chuyện điều khá bình thường. 5-7 triệu, 5-10 triệu một ngày hả chú? 5-3 triệu, 5-10 triệu. Giờ nói ra, mình nói ra mình có... Vậy là hôm trước là cô này có bán vé số không? Bà có bán số có gì mà đi xin suốt mà không? Chạy về nhà đi. Không có làm cá? Không. Không bán vé số? Không, người sẽ che mặt lại cho không sao hết à. Đây hả chị? Quay. Đốt nhà luôn hết. Giữ tâm thầy ô thầy. Ngày nào Quyển đầu tiên là ổng vô nha, ổng cho tiền vợ tôi này kia, vợ tôi cái hậu môn đem lên mang qua đây nè, đi đậu đây nè. Như vậy là thật hư cái câu chuyện cũng đã gõ rồi. Nhà thì cũng cửa đóng then cài, chắc có lẽ là cô đã quen với cái công việc đi xin hàng ngày như thế này rồi. Khi mà lia mái sang thì cô cái bên nhà cũng phải khép tép mình vào một nơi vì họ, vì cô không dám chia sẻ hình ảnh của nhà của cô này. Và thôi thì xác minh cũng đã xác minh xong rồi, thật hư cái câu chuyện mình cũng đã gõ rồi. Ai làm thì người đó chịu, và Bùi Hồ sẽ không hỗ trợ giúp cái hoàn cảnh này nữa. Và mong rằng cô mà có xem được video clip này thì mọi người có xem được video clip này thì cho Bùi Hồ một bình luận và góp ý. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại. Ở trong nhà nuôi rất là nhiều chó luôn cô bác quý chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau ha.